Xin chào các cô chú và các anh chị, hôm nay Hoa đang giống xin giới thiệu với cô chú và các anh chị một loại cây giống Dendro Mini Yaya, một trong những loại cây giống rất là được nhiều nhà vườn ưa thích và liên tục là nằm trong top những cái mặt hàng hoa lan tiêu thụ nhiều nhất trong năm. Và hiện tại là có còn lại ở đây cũng một chút ít thôi, nó không nhiều, chuẩn bị trồng. Và một cây như vậy bên em sẽ bán với giá là 19.000 một cây giống. Video y như hình nè. Cây giống mini yaya là một loại cây giống rất là xiên hoa, rất là phù hợp để mình có thể ghép vô cái khúc vú sữa hoặc để bàn làm việc vân vân, nó rất là xiên hoa và dễ chăm sóc, hoa lên liên tục à. Riêng nhà vườn thì luôn luôn tìm cái giống này nhập mà nó luôn luôn không đủ. Tại sao con khổ? Ở đây là cây giống thực tế. Đây. Cây giống này đã được dưỡng thuần rồi. Và bên em vẫn cú pháp y như cũ mà bán một lần 5 cây và một cây 19.000. Các cô chú và các anh chị ghi tên, địa chỉ, số lượng cần lấy. Và xin cảm ơn các cô chú các anh chị đã xem clip này.